Cảm ơn các anh chị đã đến đây để tham gia cũng như trải nghiệm cùng với chương trình Trẻ Em Sinh Tồn. Chúng ta lại gặp một người quen nữa. Rồi, chào anh. Chào anh. Và ngày hôm nay tiếp tục em sẽ mời tới chuyên gia Tony để có thể mà cùng chia sẻ và cho chúng ta những kiến thức phù hợp và quan trọng nhất. Giả sử như có một cái trường hợp là con của anh chị vô tình bị bỏ rơi ở trên xe ô tô, thì anh chị sẽ trang bị những kiến thức nào cho con của mình? Đây là cái chủ đề mà bé Minh Khang rất là quan tâm. Và có một cái điều vui nữa là Khang cũng chọn cái chủ đề này á, là làm cái chủ đề cho cái bài thuyết trình ở trường nữa. Cũng vừa xong tức thì gần đây thôi. Riêng về chủ đề này thì phải nói là ba Khang rất là tự tin. Mình trang bị cho con mình là nếu mà trên xe mà gặp sự cố á thì con phải la lên, con phải nhảy, con phải đập cửa xe để cho mọi người đến cứu mình ra. Dặn cháu ở trên xe nè, có cái búa cái gì trên xe đó, mình lấy mình đập cái cánh cửa cho nó có cái khí ở bên ngoài để mình kêu. Nghe hai anh chị chia sẻ thì em thấy là các anh chị đều rất là tự tin, còn con của mình là sẽ giải quyết được cái tình huống như thế này. Thế thì bây giờ thì em sẽ mời các anh chị cùng xem video clip mà các con của anh chị đã trải nghiệm tình huống nha. Chuyên gia Tony là khi mà các bé bị bỏ rơi trên xe như vậy, cái tâm lý của các bé như thế nào, thì tại sao mà các bé dễ bị tử vong ạ? Điều đầu tiên khi đứa trẻ bị nhốt trong xe là sự hoảng loạn. Điều này dễ gây ra chết người. Vấn đề của đứa trẻ khi ở trong chiếc xe đó là sự tăng nhanh của nhiệt độ trong xe. Nhiệt độ có thể tăng cao hơn 10 độ C chỉ trong vòng 10 phút. Trong ngày nắng nóng, nhiệt độ trong xe có thể lên cao tới hơn 40 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Khi nhiệt độ của một ngày 30 độ trong xe sẽ là 70 độ C. Và điều này dẫn đến sự mất nước nhanh chóng, đặc biệt là đối với trẻ em. Sự mất nước diễn ra ở trẻ em nhanh gấp 3-5 lần so với người lớn, nên trẻ càng nhỏ tuổi thì vấn đề này càng xảy ra nhanh hơn. Đầu tiên là sự hoảng loạn, không thể suy nghĩ cách để thoát ra ngoài được. Sau khi hoảng loạn, trẻ chỉ còn rất ít thời gian để làm điều này.
Ok, thử thách lúc nãy có khó khăn hơn một chút. Và đáng tiếc là không phải mỗi xe buýt và xe hơi đều giống nhau. Chúng ta phải tìm cách khác nhau để thoát ra ngoài. Bé đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Bé đã không hoảng loạn. Ta cần phải bình tĩnh và tìm lối thoát ra ngoài. Trong lúc thử, ta phải tìm cách nào logic nhất, dễ nhất và làm trước. Nên chúng ta sẽ bắt đầu từ cánh cửa này, rồi tìm lối ra ở các nơi trên xe, xem có tìm được lối ra nào không. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cánh cửa này. Nếu có tay cầm cơ học ở đây thì ta có thể mở được nó luôn. Trường hợp này tôi có một công tắc ở đây. Tôi sẽ đẩy nó qua một bên và sau đó mở cửa thử. Và đây, nó đã có tác dụng. Đây là những thứ mà người ta thường hay quên đi bởi vì họ hoảng hốt, hoảng loạn, họ cảm thấy rất lo lắng. Nhưng đúng nhất là ta phải chậm chậm lại, làm mọi thứ theo một trình tự hợp lý và hy vọng có thể thoát ra được dễ dàng. Lúc nãy bé đã làm khá tốt là bóp còi xe, cố gắng lôi kéo sự chú ý của người khác. Để làm điều này, ta cần leo qua cái ghế ở đây để tới được cái ghế ngồi đằng trước. Ta thấy ở đây có một cái đèn gọi là đèn cảnh báo nguy hiểm trên bảng điều khiển. Nó thường được ký hiệu bằng hình tam giác. Chỉ cần nhấn nút này và đèn cảnh báo sẽ bắt đầu nhấp nháy. Để cố gắng thu hút sự chú ý của người khác, sau đó ta có thể bấm kèn xe. Ta phải làm cho người khác thấy phiền ơi là phiền. Ta muốn họ cảm thấy bực bội, nhìn vào đây và biết chuyện gì đang xảy ra trong xe. Để thu hút thêm sự chú ý, ta gõ gõ lên cửa kính. Ta tạo ra nhiều tiếng động ồn ào nhất có thể để người khác đến và nhìn chúng ta. Đối với xe buýt thì sẽ có một chút khó khăn hơn vì các cửa kính màu ở hai bên xe. Nhưng chúng ta cũng cố làm như vậy vì ở đằng trước là nơi người ta thường nhìn nhất. Nếu ai đó đang tạo ra nhiều tiếng ồn ở trong xe, người khác sẽ tìm tới tài xế xe. Và nếu ta đang ngồi ở ngay ghế tài xế, họ sẽ nhanh chóng thấy ta. Ta lôi kéo sự chú ý bằng cách này, sau đó ta chỉ vào cửa sổ xe hoặc là chỉ vào tay cầm của xe, nhờ họ mở giùm cửa xe, hãy cho họ hiểu rằng ta bị mắc kẹt trong xe. Có một vài loại xe buýt có cửa thoát hiểm ở sau xe, thường là ở cửa sổ đằng sau, được chỉ dẫn rõ ràng. Ta chỉ đơn giản là đẩy nó ra thôi. Sẽ có một đòn bẩy để ta vặn nó, hoặc chỉ cần đẩy nó mà thôi. Nhưng nếu trong xe không có một trong các thứ này, ta sẽ tìm cách khác. Chiếc xe này có một dụng cụ thoát hiểm là cái búa này và cũng rất dễ sử dụng. Đối với loại búa này, ta sẽ dùng nó ngay ở giữa cửa kính ở hai bên hông của xe. Ta không nên dùng trên kính chắn gió. Toàn bộ lực sẽ hướng thẳng và tập trung vào điểm này để gây ra một cái lỗ nhỏ trên cửa kính. Sau đó, toàn bộ cửa kính sẽ vỡ ra. Cửa kính sẽ không văng vào trong hoặc văng ra ngoài. Nó sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Các cách khác chưa được chứng minh có hiệu quả, nhưng đã cho thấy thành công trong một vài trường hợp, nhưng không được đảm bảo là sẽ luôn thành công. Đó là thử đá văng cửa kính ra ngoài. Để làm được việc này, ta cần nằm ngửa lưng ra sau, đá cả hai chân một cách chắc chắn và đồng thời. Ta đừng nên đá vào ở giữa cửa kính nữa, bởi vì giữa cửa kính là phần chắc chắn nhất của cửa kính. Điểm ở trên của cửa yếu hơn. Việc này không chắc chắn là thành công vì nó còn phụ thuộc vào chân bạn mạnh tới đâu, nhưng nó có thể có hiệu quả. Một cách khác mà vài người hay dùng, đã dùng và cũng có hiệu quả, đó là dùng cái đầu ghế này. Dùng cái đầu ghế ngồi ở trong xe, ta có thể tháo cái đầu ghế này ra. Và ta có một cái đầu nhọn ở đây. Tuy nó không được thiết kế để dành riêng cho việc này, nhưng nó cũng có thể có tác dụng giống như chiếc búa vậy. Nếu ta đập nó đủ mạnh, nhưng cũng sẽ không dễ làm giống như chiếc búa. Nhưng dùng cái này, ta vẫn có thể đập cửa và hy vọng tạo ra đủ lực để làm vỡ cửa kính. Ta cũng có thể dùng cái đầu ghế này theo cách khác, nhưng mà nó cũng không đảm bảo được rằng sẽ thành công đâu nhé. Trong phần kéo cuộn cửa kính lên ở đây, trong trường hợp này thì nằm ở phần ghế trước, ta có thể ấn mạnh nó xuống ở giữa phần cao su và cửa kính. Sau đó, ta canh ngay giữa cửa kính. Nếu như ta kéo nó về phía sau như thế này, cửa kính bị tức sẽ vỡ ra. Nó sẽ vỡ ra ngay ở giữa cửa. Các nhà sản xuất không khuyến cáo ta làm việc này, nhưng một số người đã dùng và họ thành công. Trong lúc chúng ta đã hết cách thì việc này cũng đáng để thử nhỉ? Không có sinh mạng nào mất cả. Được rồi, bây giờ ta sẽ thử lại. Cháu nghĩ cháu có làm được không? Cháu nghe được à? Tuyệt vời. Thank you.
Thay mặt các phụ huynh, tôi xin cảm ơn Tony đã dạy cho các con những cái kiến thức bổ ích, những cái thông tin để mà các con có thể tự ứng cứu mình trong những cái trường hợp nguy hiểm, nhất là trong cái ô tô. Xin cảm ơn Tony rất nhiều. Thank you. Đây là niềm vinh dự của tôi. Chúng ta đã học được nhiều điều ngày hôm nay. Tôi hy vọng khi về nhà ta sẽ luyện tập thêm. Như tôi đã nói, không phải chiếc xe nào cũng như nhau. Nên rất quan trọng cho bạn và cho các cháu là phải làm quen với chiếc xe của mình và cách thoát khỏi chiếc xe, các vấn đề có thể phát sinh. Hy vọng rằng tất cả các bạn khi ở nhà sẽ làm y như vậy. Mọi người ơi, nhớ giữ gìn an toàn nhé.